Hello hello, xin chào anh em cho, chúc anh em cả ngày vui vẻ. Hôm nay là test anh Bó Hồng Lucy chơi chí mạng, sát đương chí mạng nha anh em. Đây, đầu tiên là hiện tại là mình đang xài con ốc vàng hả? HP nó 7 sao là cũng khá là ngon. Thôi mình đổi đá. Ui, cái này chính xác sát đương chí mạng à. Lấy cái có cái đá nào ngon hơn không? Ủa hết bụi nha, không giỡn như nha, giỡn như không được rồi. Ok ha, này chí mạng sát thương chí mạng 128, chí mạng 80 rồi ha. HP thì nhiêu? HP đâu đó là 97 triệu hả? Ổn không mini? Để mình vô mình đi kiếm đá nữa coi. Đá thì mình vô đây. Từ từ đã, mình kiếm nè. Mình có lưu sẵn rồi, lưu cái tấm ảnh sẵn rồi. Ủa lộn. Đây. Như là hình như là cái viên này là sao? Máu. Ồ, mình coi. Nè, hai viên sát thương kỹ năng đúng không? Được cái chặn ơi, cái này sát thương kỹ năng hả? Ừ, hai viên sát thương kỹ năng lụm lên em. Cái này máu sẽ được chí mạng, ok rồi nè. Rồi cái này mình kiếm hai viên đâu để mình coi cái đã. Đây, hai viên sát thương kỹ năng và chí mạng nè, để có cả sát thương chí mạng nè, quá húp. Rồi tiếp sát thương kỹ năng xuyên thủ, rồi ok. Đợt này thì anh Lucy mình giảm một xíu chỉ số HP nha, nhưng mà cái khác 74 cũ nha, nhưng mà sát thương kỹ năng 164%, sát thương chí mạng 139 và chí mạng 93%. Xài bét ốc vàng nha anh em để coi test như nào. Đây mình thì cũng có thử sớm, mình cũng quay một cái rồi nhưng mà kiểu như nó lỗi lỗi hơi khó hiểu nên là mình mới quay lại. Đây bây giờ cho anh em xem đâu, ạ, gấu nhân phẩm của mình nè. Đó, bây giờ mình cho anh Báo Hồng vô đây đánh đúng không? Đây, cho anh em xem nha. Đó, như này là ảnh gây được có một lần sát thương à, tại vì cái sát thương ảnh kích liễu được cái lính chì này nên á, nó không có kèm theo cái HP nữa anh em, nên nó không có khỏe, có 347 triệu sát thương thôi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ test về Mr. Cortez cho anh em xem coi sát thương của anh Bảo Hồng nó khủng cỡ nào nha. Rồi á, vô đây nè anh em coi nè, đó pha này lên sát thương đúng không? Ui cái sát thương cao quá, nó vẫn kết liễu một phát luôn anh em ơi, nó không có lên lại vãi chưởng vậy. Nên là mình thấy chơi HP vẫn ghê hơn anh em, chơi sát thương chí mạng nó không kèm theo HP, tại kết liễu xong rồi nó không kèm theo HP anh em. Nè có con pha kèm theo HP thì phải nè. Ơ kìa, ơ kìa, 3 tỷ à, yếu quá à. Bình thường chứ HP nó đã một đống rồi á, vãi chưởng vậy. Ê, ê, có gì đó khó khó rồi đó. Bây giờ mình phải giảm cái sát thương chí mạng lại đi, kèm HP vô này phải đổi lên hả? Chờ, 97% đâu, 97 triệu HP chứ. Còn cái này mình đổi lên không, để mình test lại thử. Này phải chỉnh vãi chưởng, phải chỉnh nó hả, phải chỉnh chu nó cái kiểu ha. Ây da, muốn test được cái sát thương kinh khủng cho anh em xem là phải chỉnh chu các thứ á. Đây, coi pha này thì sao nè, bánh thượng cái có điêu không? Ừ, ui lại không kèm theo nữa anh em ơi, khó rồi, mình phải đổi đá rồi. Pha này mới có 8 tỷ thôi anh em ơi, phải đổi đá rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đi đổi đá. Mới đổi xong luôn á. Giờ đốt bụi công nhận là dễ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Xuyên thủ chớ. Máu sát thương chuẩn nè. Rồi rồi đợt này 110 13 triệu đi. Khó ta. Muốn test một cái sát thương ngon lành từ một con 10 sao cho anh em xem là hơi khó.
lấy cái xác đường chuẩn cho mình nghĩ cũng không được quá rồi. Nó vẫn không được nè anh em, vẫn chưa ổn lắm. Đây, kèo 2 tỷ mấy anh em, pha này là kèo 2 tỷ mấy sát thương nè. Hình như quýnh thường mới không đủ, nộ thì vẫn đủ á. Chắc mình bỏ cái xác thương chuẩn quá ta. Hay là bỏ cái xác thương kỹ năng ra. Đây, 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 vậy mình nghĩ là bỏ cái xác thương kỹ năng ra. Bỏ cái xác thương kỹ năng mình nghĩ là nên kèm theo HP thôi. Dưới xác thương chí mạng thôi. Nên không cần xác thương kỹ năng đâu. Đâu rồi, đây. Xét thương kỹ năng đúng không? Bỏ ra đi. Lấy HP hoặc là xét thương chí mạng nha anh em. Đây. Rồi cái này thì sao? Xét thương kỹ năng chí mạng cái kiểu này, xét thương kỹ năng nè, bỏ đi. Lấy cái dòng HP đi đây. Xét thương chuẩn HP cái kiểu rồi. Mong là test một pha mấy chục tỷ cho anh em mình xem một vị tướng 10 sao chắc gọi là xét thương kỷ lục luôn. Đây à. Đừng có làm ơn, đừng có lụm con lính chì này. Bình tĩnh thôi. Á à, vẫn không được kìa, cây ấy. Này mình canh từng ly từng tí để có một cái siêu phẩm cho anh em xem luôn á. Máu chí mạng, ừ, máu chí mạng đi. 141 củ rồi nè. Khó chịu ta. Mình phải đánh nó làm sao cho nó thêm một cái sát thương từ cái phần trăm HP. Đây anh em ơi. Bao nhiêu tỷ vậy? 50 mấy tỷ hay 5 tỷ anh em? Ui. Ui ôi, cái pha đó kìa anh em, coi coi lại đây anh em. Đây anh báo hồng đây. Siêu bao nhiêu tỷ á nhờ? Ủa 50 mấy tỷ hay 5 tỷ anh em ơi, để mình tí mình chụp nè. Bên kia có dính cái sao thú săn mồi nè. Ôi ôi, sát thương bao nhiêu ta? 5 tỷ mấy anh em ơi, sát thương là 5 tỷ mấy nha anh em. Mà bình thường cái là mấy tỷ nữa kìa. Ồ. Mình canh chỉnh các kiểu luôn rồi đó anh em, bao nhiêu 17 tỷ à. Vẫn mình thấy chơi HP vẫn đỉnh đó anh em ơi, chơi chí mạng, sát thương chí mạng thì nó kết liễu cái luôn, không có một số sát thương khủng để cho anh em mình xem. Này không biết đánh boss như nào anh em, để mình ui 22 tỷ nè anh em. Rồi bây giờ mình sẽ đi đánh boss thử nha. Đánh boss thách đấu boss ở boss Pika này hình như miễn chí mạng đúng không? Vãi trưởng vậy sao quên cây ta. Bây giờ đánh gì ạ? Ồ bên đấy mà đây cũng hết boss rồi. Ây da cây dữ vậy. Này mình làm gì có báo danh mà đánh boss. Ơi bây giờ kiếm boss cũng khó rồi anh em, đi vô vực thẳm coi anh em. Mình vô vực thẳm mình test thử anh này coi. Anh Lucy coi. Ba chị bo búp cho đó. Được thêm đâu hai chị bo và ba chị đẹp búp cho. Hai này sao? Sao nè, sao nè, sao nè. Anh ấy một skill. Bụp. Nhiều tỷ á ta. Không biết bao nhiêu tỷ nữa. Mà chỉ bó búp công không à, mình nghĩ là cần chị đẹp hơn á, này có 10 tỷ à. Mình thấy là chị bó búp công không à. À mình thấy là bỏ hai chị bo đi anh em ơi, mình cho chị có một Shiga Hoshi à. Rồi chị đẹp ở đây còn không vậy? Không còn luôn hả? Ai nữa ta? Có mỗi chopper thường là tăng thêm nộ thôi à. Mình nhớ là vậy á, 25 nộ. Cái gì giờ? Không khả thi lắm. Cà gót thì bất thủ cái kiểu thôi. Thôi cho đại cà gót vô đi. Coi anh báo hồng này ảnh sao nè. Biết có búp ngay không nữa. Rồi cái này mình thấy Shiga Hoshi búp cho ai đây. Vậy quýnh bên kia không mất HP. Không phải búp cho anh báo hồng mà búp cho cà gót thôi. Tại vì cà gót slot đầu. Vậy phải để anh ấy slot đầu rồi.
anh Lucy này slot đầu rồi, bên kia quá trời cái thú săn mồi luôn kìa. Anh em hiểu thú săn mồi kìa, anh em giờ không biết anh Lucy anh nộ được cái bao nhiêu nữa. Này phải đợi boss ra test coi sát thương cho sướng anh em ơi. PK với người chơi mình thấy chưa có đã ha. Mình cũng không biết là nữa rồi đi quánh thất vũ hải như nào nữa. Mà như vài hôm nữa mới reset. Nên nay là test xương xương anh em mình xem nha. Xiu, bao nhiêu tỷ á. Nè, ảnh là nộ liên tục luôn nè, hai pha nè. Ui, nộ hai pha luôn em, 23 tỷ anh em. Một tướng 10 sao mà gây mấy chục tỷ như vậy á là cũng khá là ghê rồi anh em ơi. Thôi, đợi nữa là mình test tiếp cho anh em xem. Nói chung là cũng có công canh chỉnh cái kiểu anh em ơi. 3 ngày nữa là chúng ta đã có để test anh em ơi, đợi hơn em. Rồi hôm nay chắc xin phép với anh em sẽ làm clip tới thôi. Cảm ơn anh em đã xem ủng hộ nhiều ha. Xin chào anh em, hẹn anh em vào những clip tiếp theo. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào anh em.